Chào tất cả các em, sau đó thầy sẽ cùng các em giải câu hỏi số 3, sách giáo khoa môn hình học 12 trang 17, bài khối đa diện lồi và khối đa diện đều. Cụ thể câu hỏi số 3 người ta hỏi chứng minh rằng tâm tam giác IEF, IFM, IMN, INE là vân vân là những tam giác đều cạnh bằng A trên 2. Đề bài ở trên đây này, tứ diện đều ABCD cạnh bằng A, IZEF, MN lần lượt là trung điểm AC, BD, AB, BC, CD, DA. Hình 1.22a các em quan sát này, được chưa? Rồi, thế chúng ta sẽ cùng giải cái bài này sử dụng định nghĩa về đa diện đều. Cụ thể là tứ diện đều, được chưa? Chúng ta cùng giải nhá. Thầy sẽ sử dụng luôn hình vẽ trang 100 hình 1.22, chưa? Các em quan sát này. Bây giờ thầy sẽ chứng minh tam giác IEF là tam giác đều. Được chưa? Bây giờ thầy mới xét. Chúng ta cùng giải đã. A, B, C, D là tứ diện đều. Là tứ diện đều. Tứ diện đều. Nên chúng ta sẽ suy ra tam giác ABC đều đúng không? Tam giác ABC đều. Tam giác ABC đều và chúng ta suy ra AB bằng BC bằng CA bằng A, được chưa? Cạnh A mà cạnh bằng A rồi. Bây giờ thầy mới xét tam giác ABC. Xét tam giác ABC. Y là trung điểm AC. Trung điểm AC, E là trung điểm, E là trung điểm, E là trung điểm AB và F là trung điểm BC, F là trung điểm BC, trung điểm BC. Chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta suy ra IE, EF, IF là các đường trung bình. Là các đường trung bình nhá, trung đây chữ trung nha anh em, trung trung bình của tam giác ABC. Theo tính chất đường trung bình chúng ta suy ra IE bằng IE sẽ bằng BC trên 2 bằng A trên 2. IF tương tự IF cũng bằng AB. AB trên 2 bằng A trên 2 và EF bằng AC trên 2 cũng bằng A trên 2 và suy ra tam giác IEF đều cạnh đều này cạnh bằng A trên 2. Các tam giác còn lại chúng ta chứng minh tương tự, chứng minh tương tự với các tam giác còn lại, với các tam giác còn lại ta sẽ có được điều người ta yêu cầu, được chưa? Chứng minh tương tự với các tam giác còn lại. Rồi, chúng ta kết thúc câu hỏi số 3 tại đây.